Hello cả nhà. Hôm nay lại tiếp tục ra đám cà để phụ kéo dây xịt thuốc cả nhà. Cà hôm nay rất là tốt. Nay là bữa hổm rễ phân ha, cho nên hôm nay nó bắt phân được cũng tốt. Giờ đang xịt thuốc cỏ. Xịt thuốc cỏ xong rồi thì lãi đọt. Hả? Hết thuốc hả? Thiếu hả? Hai chai nữa không? Ba chai nữa không? Chai thiếu, tôi lấy. Anh Hiến người đang xịt cả nhà. Mấy chị Giữa với chị Diệu thì đang ở nhà chút nữa ra chuẩn bị vô chân gốc với lại là bẻ đọt cho nó tốt cả nhà. Để mình quay cho cả nhà coi cả nhà. Phía bên đây thì trồng sau cả nhà, trồng sau khoảng 5-10 ngày. Còn phía bên đây là trồng trước nè. Đó, cả nhà thấy không? Cây tốt, mịt mù. Đó, mập. Chuẩn bị xịt thuốc xong rồi rải phân cả nhà. Tưới phân, tưới một đợt phân đó. Giờ sáng nay là ra bật nước tưới nè. Bên đây xịt rồi. Giờ sáng bật nước tưới. Đầu mai là vô phân, vô chân xong rồi rải phân tiếp. Tính là cái đám quýt của mẹ bên đó cả nhà. Quýt của mẹ bên đó tính trồng đủ đủ mà về mẹ nói trồng đủ đủ cũng không có được bao nhiêu mà cũng hơi mệt. Mẹ tính giờ đổi qua trồng chuối sim mình á. Giờ chuẩn bị cắt đợt này là chuẩn bị xuống chuối. Còn quýt lớn bên kia của mình thì bán rồi cả nhà. Bán rồi, người ta đặt cọc rồi. Giờ mình chạy ra mình để lấy thuốc cho Hiến. Ồ, xịt cái này đi sót hết một bên nè. Thì ta đang xịt bên vàng, bên xanh là biết sót liền. Cái này trồng rẫy này nữa nha, nói chung là cũng hơi vất vả hơn trồng cam quýt, tại vì làm công việc nó không có nặng nhưng mà phải làm hoài, có mặt hoài ở ngoài vườn vậy đó, chứ nó không có nặng nề. Ví dụ như vô chân rẫy phân, làm cỏ gốc, rồi lãi đọt, xịt thuốc, nói chung là không có nặng mà ở ngoài vườn suốt vậy đó. Đang xịt. Trời bữa nay âm u quá. Nắng quả bữa nay mưa. Mấy anh em hùng nhau làm cho nó vui cả nhà. Cà này chắc khoảng tháng nữa là có thu rồi nha cả nhà. Bây giờ chứ mau lắm, tháng nữa là có ấy rồi, có bán rồi đó. Thì sẵn đây cả nhà cho mình tâm sự chút xíu nha. Về cái clip mà bà xã mình tâm sự chia sẻ cái vấn đề mà bảo lãnh mình với con gái mình đó. Thì mình cũng đọc hết tất cả các comment cả nhà. Thì cũng có người khen, có người động viên, có người chê. Thì nói chung mình cũng cảm ơn hết tất cả mọi người. Thì nói chung là dù thì cũng là động viên hai vợ chồng mình thôi. Thì mặc dù cũng có nhiều comment không được hay cho lắm nhưng mà không sao, mình hai vợ chồng mình nghĩ là đó là những cái điều góp ý của người ta đối với mình thôi. Nhưng mà cái cách người ta góp ý nó thẳng thắn quá, thì nói chung là hai vợ chồng mình lắng nghe và rút kinh nghiệm. Còn cái vấn đề mà bà xã mình mà nói chuyện cả nhà nói là hơi mệt quá. Cách bà xã mình nói chuyện rất là chậm quá nha. Bà xã mình nói chuyện rất là chậm chạp, không có nói nhanh như người ta được. Không phải vì ở Mỹ mà nói vậy đâu, thực chất là cách bà xã mình nói chuyện rất là chậm. Còn có mấy chị hỏi là
kem có bán ở Việt Nam không, có gửi về Việt Nam không, thì mình cũng thấy có nhiều chị hỏi. Rồi sẵn đây mình cũng nói luôn là phí mà gửi về Việt Nam thì nó cũng rất là cao cả nhà, nhưng mà mua tính theo tiền giá tiền Mỹ rồi phí gửi về Việt Nam nữa thì nó tính ra nó đắt lắm, cho nên là bà xã mình không có gửi về được. Hả? Ủa xịt cỏ đâu mà mua? Ủa vậy hả? Xịt bắn gì? Người đang nói chuyện thì thằng em nó lại nó kêu mua thuốc cỏ lại xịt 5 lít ổi của mẹ đó nha. Thì quay lại vấn đề mà kem ở Việt Nam đó nha, thì nói chung cái lượng khách ở Việt Nam rất là ít, cho nên là bà xã không có gửi về để mình bán được. Ví dụ như khách, số lượng khách nhiều thì có thể bà xã gửi một lần nhiều thì nó lợi hơn, ở đây mình sẽ gửi ra cho mọi người. Chứ mọi người mua mà ví dụ như một hai chai, một hai mua số lượng ít á, gửi về thì nó tốn phí nhiều lắm, thì nó tính ra là nó mắc lắm, mắc là mắc cho cả nhà mình á. Chứ còn người bán thường bán thì phí ship thì bên người mua chịu hết rồi, mình chỉ lo là bên phía người mua là tốn phí nhiều thôi. Cũng có nhiều chị hỏi bán ở mua bên Canada, nếu mà Canada thì nói chung cũng gửi được cả nhà chứ không phải gửi không được. Thì khách của bà xã mình ở bên Canada cũng nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà cả nhà mình kêu là công khai giá tiền ở trên mạng á, thì nói chung giá là giá cạnh tranh, nói chung là mình cũng không thể mà nói lên cái giá trên số giá tiền ở trên video được cả nhà. Thì cả nhà mình nó có thiện chí muốn mua thì cứ gọi hoặc là nhắn tin vô cái số Zalo mà mình hay ghi trên màn hình đó, là số của bà xã mình để bán hàng đó, thì có nhà có thể gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp, hoặc là cả nhà vô cái Facebook của bà xã mình là Chi Si Nguyễn đó, hoặc là vô fanpage đó, thì vô nó gọi là có trang web đó, cả nhà vô đó coi giá cả cũng có, rồi hàng quá bỏ trên nó cũng có, cả nhà mình cứ vô coi lựa thì được cái nào thì cứ nhắn tin cho bà xã mình, rồi bắt đầu làm bà xã mình gửi hàng ra cho cả nhà thôi, cũng đơn giản. Thì là nói chung là sáng nay ra vườn này cũng có chút thời gian thì cũng tâm sự cả nhà chút xíu. Thì dù gì đi nữa thì hai vợ chồng mình cũng rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, luôn yêu thương, chia sẻ. Thì nói chung là cái gì mình chưa tốt mình sẽ cố gắng mình khắc phục nha cả nhà. Chứ comment của cả nhà thì mình đọc hết, đọc đi đọc lại cũng rất là nhiều, không sót cái nào. Thì có những cái comment góp ý hay thì mình like, mình thả tim. Còn những comment mà tiêu cực quá thì mình đọc thôi, nhưng mà mình không có tim, không có like. Đó, cả nhà thông cảm nha. Rồi, thì qua cái video này thì mong cả nhà vào cái đường link mình ghi bên dưới á, để qua cái kênh của bà xã mình là kênh mới đó, là cái kênh Lily Family Cuộc Sống Florida đó. Cả nhà qua đó đăng ký giúp bà xã mình nha, mới nghe bà xã mình nói là cũng sắp 1.000 lượt đăng ký rồi cả nhà, thì đủ 1.000 lượt đăng ký bà xã mình mới bắt đầu phát trực tiếp được, mới like được, bán hàng cho cả nhà. Thôi, mình làm video ngắn để cảm ơn tất cả mọi người thôi. Hẹn cả nhà video sau nha. Bye bye.